Đây, màn hình tự quay thôi đây này. Quay đây cho máy đấy, này nó nét này nhưng mà đấy nó tự xoay rồi gì. Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay nhà hàng Duy Sơn lại tiếp tục quay lợn để cho một đoàn khách du lịch. Lợn giòn tan. Đây là quay nhà hàng quay bằng nu nên là con lợn nó vàng đều. Nguyên liệu quay thì có lá mỗng mật đây. Nếu mà lợn quay thì bắt buộc phải có cái lá mỗng mật này thì nó mới có cái mùi thơm đặc trưng được. Con lợn này là nhà hàng quay đến giờ là 2 tiếng. Và bây giờ đã chín. Chín và đã giòn rồi. Giờ cho ra đây để cho khách họ đến họ lấy để họ mang đi mang cả con. Và ăn đến đâu thì sẽ chặt ràn đấy thì nó vẫn giữ được cái độ nóng. Còn đây là cái nước béo, nước gia vị ở trong con lợn rất là ngọt. Cái này thì ta lấy làm nước chấm luôn. Bạn nào có nhu cầu muốn ăn lợn quay mà không biết cách làm thì cứ nhắn tin để nhà hàng chỉ dẫn cho các bạn làm sao mà quay được con lợn ngon nhất. Để các bạn xem da nó giòn tan. Từ 6 giờ mà đến bây giờ là 9 giờ rồi. Hơn 2 tiếng cả đốt bếp. Đây là đi chơi à? Mang đi lên trên đèo ghé ăn. Lên Pha Đin. À, lá mộc mật. Cây này trồng dễ không? Dễ trồng á. Bây giờ trước đây thì không ít người trồng nhưng mà bây giờ thì nhiều rồi. Là có cái con này đâu thì nhặt về trồng thế. Nướng con này khoảng 12 cân. Ở dưới thị trấn. Ngon mà. Lợn bây giờ rẻ. Lợn rẻ này nướng hợp lý, dễ ăn hơn các món khác. Họ mổ lên cho khoảng đó, sáng nay họ mổ chứ, để cho họ tự mổ để họ còn làm chắc nòng rồi chắc là tiếp canh. Họ thích ăn tiếp canh nên là họ còn làm nòng rồi. Ở đây bếp nò đã than đã hết.
vàng ươm, còn tam cầm cả con lợn này gặm này, này để tí cho họ mang lên họ tự chặt họ ăn thôi. À bảo mẹ pha ấy đi, pha nước chấm cho họ đi.